Xin kính chào quý vị và bà con. Các tỉnh phương Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, nên trong những ngày tới thời tiết phổ biến không mưa và có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên trong khoảng từ 27 đến 30 độ và từ 30 cho đến 34 độ với các tỉnh thành Nam Bộ. Thưa bà con, theo dự báo từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 2, mực nước các trạm trên dòng chính sông Mekong tiếp tục giảm dần. Mực nước các trạm ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 đến 1 mét. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng cao trong những ngày tới. Điều này sẽ gây ra một số bất lợi đối với bà con nuôi tôm. Do vậy, bà con cần lưu ý một số vấn đề như sau. Gia cố bờ bao hạn chế rò rỉ. Nên có ao lắng để chủ động nguồn nước, chuẩn bị máy bơm để bơm nước khi cần thiết. Luôn giữ mực nước trên trãng từ 30cm trở lên, dưới kênh mương từ 1m trở lên để môi trường vuông nuôi ít dao động, tôm giảm sốc, giảm rủi ro bệnh tật. Và mùa nắng, các yếu tố môi trường thường biến động nên cần kiểm tra thường xuyên các thông số môi trường và theo dõi hoạt động của tôm. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, khối không khí lạnh chi phối Bắc Bộ đang suy yếu nhanh nên thời tiết ấm dần lên. Tuy nhiên, hiện tượng mưa nhỏ và sương mù vẫn xuất hiện vào đêm và sáng nên phần nào cản trở đến tầm nhìn xa. Các phương tiện lưu thông đường dài cần hết sức chú ý. Về tình hình nhiệt độ, trong 3 ngày tới, mức nhiệt cao nhất ngày tại Bắc Bộ sẽ phổ biến vào khoảng 23 đến 26 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ban ngày hửng nắng lên nên nhiệt độ có nơi tăng trên 28 độ. Khu vực Trung Bộ thời tiết cũng nắng ráo và nhiệt độ tăng lên, cao nhất trong 3 ngày tới phổ biến vào khoảng 22 cho đến 25 độ cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. 25 đến 28 độ là mức nhiệt các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, từ Khánh Hòa trở vào đến Ninh Thuận. Bình Thuận mức nhiệt trưa chiều vào khoảng từ 29 đến 30 độ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thì người dân cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và hạn chế đi lại nơi đông người để đảm bảo an toàn. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.